Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. mươi 36, Tâm Tư của Hai Tên Ngốc. Thiết thiếu các đúng là rất cao, bởi vì được làm từ gỗ, cho nên không hề chắc chắn, lung lay muốn đổ. Lưu Lăng là người béo hiếm thấy, chỉ cần không cẩn thận nghiêng qua một bên, dưới chân lại vang lên tiếng kẹo kẹt. Bên trong trại mọi người đang chạy tới làm lễ với giáo chủ vĩ đại của họ, thiết vừa ra ai dám tranh phong, câu nói vừa vang lên lập tức dập tắt mọi tiếng vang. Đúng như tri huyện Bạch Yến Trầm nói, tên là Bàn Nhi là người lưng gù, hơn nữa vóc dáng cũng thấp vô cùng, áo bảo đen chấm đất keo keo túm túm rất dài, lúc leo lên cũng suýt nữa ngã trồng vó. Nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại đến sự vĩ đại của hắn, bởi vì chỉ cần thờ phụng hắn, cho dù hắn là một đống phân chó, tầm ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Nhạn Nam vốn là một huyện thành nhỏ, người ở Hoa Quả thôn cũng sắp được trăm người. Lưu Lăng cảm thấy chuyện này không đáng để ra tay, ở kinh thành một đoàn diễn hát có khi cũng có trăm người phụ diễn đấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, Miêu Cương đâu chỉ dừng lại ở vùng Nhạn Nam. Nếu để mặc La Bàn Nhi phát triển lớn mạnh, trăm người có thể biến thành hơn ngàn người, hơn ngàn người thì cũng có thể biến thành trên vạn người. Dân chúng mê tín ngưỡng, càng phát triển hơn nữa thì sẽ vô cùng đáng sợ. Đầu óc lưu lăng vốn không tốt, không hiểu thế nào là nghĩ sâu xa. Người phân tích lợi hại như vậy, tất nhiên là liên dụ. Tiếng của tên Thiêu thần vẫn còn vang vẳng, hắn nhìn dân chúng đang lễ bái đầy đất, thậm chí xen lẫn rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Tất cả đều quỳ hết xuống, bái lại vô cùng thành kính. Mấu chốt nhất là, đó toàn là dân chúng, toàn là dân chúng trong thành. Tình thế còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng. Lưu Lăng run rẩy lấy áo choàng lau nước mũi nói, nếu không thì chúng ta đánh vào đây giết hết bọn bạo dân này đi. Hắn thấy mình sắp lạnh chết rồi, nơi này ngày hè mà gió lạnh như mùa đông vậy. Liên dụ nhìn tên ngu ngốc kia rồi gật đầu nhẹ, biểu đạt tán thành. Vương gia nói rất đúng giết hết rồi đem chôn đến lúc đó thánh thượng mà có hỏi thì nói dân hoa quả thôn khởi nghĩa bị giết hết rồi, không ai chạy thoát thì chúng ta cùng lắm chỉ gánh tội vô năng thôi. Liều làng ngây ngẩn cả người, thấy cái này không tốt à, hắn không thể để cho phụ hoàng đánh giá mình vô năng được. Hắn vùi đầu nghĩ một lát, nhấc đại đao bên hông ra. Vậy chúng ta cứu dân ra, rồi giết tên thủ lĩnh. Liên dụ nhớn mày, sờ sờ chui đao của hắn. Cũng tốt, chỉ cần vương gia nhìn thử, phân biệt được trong 300 người này ai nguyện ý đi cùng chúng ta, ai khăng khăng một mực đi theo la bàn nhi là được. Nếu không cứ thế náo động, lại làm cho người dân thêm ghét. Lưu Lăng giận, cái gì cũng không được, hắn chừng mắt giật tay áo của Liên Dụ. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Liên Dụ chắp tay, hết sức khiêm tốn. Thần đều nghe vương gia. Lưu Lăng biết rõ Liên Dụ dở giọng với mình, hắn bực bội phất tay áo, không muốn ngây ngẩn trên nóc nhà nữa, ra lệnh. Mang bản vương xuống. Liên dụ không động. Lưu lăng lại đẩy hắn một cái. Mang bản vương xuống ngay. Liên dụ vẫn không động đây, rất hòa nhã nói với hắn. Bà còn chưa đưa mà. Lưu lăng. Hôm đó đoàn người không có động thái gì, yên tĩnh đi xuống núi. Trên đường trở về, Lưu Lăng thuật lại đoạn đối thoại của mình với Liên Dụ cho Trương Lương nghe hắn nói, liên dụ thực tinh danh. Hắn muốn chơi sò ta, còn bảo để ta quyết định, ngoài mặt thì tán thành nhưng thực tế một câu cũng không đồng ý, muốn ta đi cầu hắn đây mà. Tên này hẳn là biết rõ, hắn nói thẳng ra có khi mình cũng không thèm tiếp nhận, cho nên mới dùng phương pháp này. Trương Lương cũng gãi đầu, chuyện như vậy hai người bọn họ hắn có thể nghĩ ra chủ ý tốt, không đến mức bị liên dụ rắt mũi đi. Hắn hoang mang nói, không phải là do hai chúng ta quá ngu ngốc chứ? Rồi sau đó từng người suy xét bản thân, chăm miệng một lời, nói. Nhất định không phải là ta. Để nhất ngốc nghếch của Đại Yển không muốn thừa nhận chỉ số thông minh tài nghệ của mình không bằng người, khó tránh khỏi để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà không lo nghĩ kế. Đương nhiên, hắn còn kéo theo một tên Trương Lương, bởi vì như vậy dù hắn nghĩ ra phương án gì, cứ nói đó là kiệt tác của hai người, chứ không phải chỉ do mình ngốc. Như thế vài ngày, hắn tìm Liên dụ vô số lần, cũng nói vô số phương pháp. Đương nhiên là không hề bị phản bác, chỉ là lúc tán thành, người kia sẽ chế nhạo một phen. Đúng vậy, Lưu Lăng đã hiểu, Liên dụ đang chế nhạo hắn, hắn muốn trở mặt, nhưng mà thái độ người ta rất tốt, nói gì cũng có lý, muốn lật cũng không lật được. Phương Uyển Chi cũng hiểu ý của Liên dụ. Hắn muốn cho Lưu Lăng tự mình mở miệng nhờ hắn nghĩ kế, chuyện này có vẻ không dễ dàng dù lưu lăng có mốc đi nữa đó cũng là hoàng tử là vương gia hắn không ủng hộ liên dụ sẽ không thể tự làm đó gọi là vượt quyền trong triều đảng phái tranh đấu gây gắt nhiều năm sở dĩ liên gia có thể đứng vững hoàn toàn là nhờ liên gia luôn đúng mực có tài cán là thật nhưng mà biết nhu biết cương mới là điểm mấu chốt nhất liên dụ biết phải làm quan như thế nào cũng hiểu cách buôn bán lưu lăng và trương lương sau mấy lần bị lừa rốt cuộc cũng hiểu hắn ta muốn kiếm bạc đây mà lại là một buổi trưa hai tên ngốc tỉnh ngủ rồi thì cầm dương bạc tới hậu viện a à, đào đang chăm mèo ép buộc vương thủ tài đi bộ trong sân gần đây nó càng ngày càng mập lại hay phơi bụng nằm ườn liên dụ mang cái sập nhỏ đặt dưới tàng cây hóng mát nghe nàng nói vài câu cào nhỏ. đại khái là nàng nói hắn chiều vương thủ tài không ra thể thống gì giờ mập như heo liên dụ cũng không còn cách nào khác lười biếng nằm trên sập lụt hồ đào cho nàng ăn. Lưu Lăng và Trương Lương liếc mắt nhìn nhau, sau khi vào cửa thì lên tiếng chào hỏi A Đào. Hai tên này gần đây rất chăm chạy đến hậu viện, Phương Đại Cô Nương cũng tập mãi thành thói quen, nhìn thấy cái dương sau lưng họ thì hiểu ra. Nàng cười tùm tìm bưng chung trà tới mời người ta ngồi xuống, rồi tự đi vào phòng chơi cùng Vương Thủ Tài. ưu điểm lớn nhất của Phương Uyển Chi chính là hiểu được thế nào là đúng mực, chuyện nàng nên quản là Vương Thủ Tài, là việc ăn ngủ của liên dụ, chuyện nàng không nên quản, như chuyện của hoa quả thôn, như triều đình, nàng đều mặc kệ. Ngoài phòng liên tục vang lên tiếng nói chuyện nứt quáng, phương đại cô nương cũng không rảnh lắng nghe, từ trước đến nay nàng luôn tin tưởng liên dụ sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt. Ước chừng là một canh giờ sau, nàng nghe tiếng liên dụ gọi mình ở trong sân, nói là mình khát, muốn uống trà. Nàng liền tới phòng bếp mang lá trà ra, là trà tuyết xương thượng hạng nàng còn lấy thêm hai cái cốc, thêm một ít lá trà bột vào trong. liên dụ nói người tao nhã mới phẩm trà, nghe hương thiền suyết. lưu lăng và trương lương thì cực kỳ thô, trà ngon đưa họ uống cũng không phân biệt được tốt xấu. phương đại cô nương vừa pha trà vừa tự diễu, cái kiểu keo kiệt này thật giống với tính cách của liên dụ. ừ, không phải là người một nhà không vào một cửa đó sao? nghĩ xong nàng lại thấy vui vui vẻ, hít mắt bưng trà đi ra bước chân cũng trở nên rất nhẹ. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 37, còn nhiều thời gian. Lúc Phương Uyển Chi đi ra ngoài, ba người kia đã nói chuyện xong. Một người thì thần sắc sán lạn lau chùi bạc, hai người còn lại thì yên lặng nhìn. Phương Uyển Chi nhìn sang, thấy vẻ biểu cảm của hai người này cực kỳ giống cha mình khi nhịn đau vung bạc, buồn cười mà cũng phải nhịn lại. Liên dụ thấy nàng chỉ mang ba cái cốc ra, vốn là muốn lấy lại cái chén trà của trương lương về nhưng vừa cầm trên tay lại thấy vui vẻ trong chén của trương lương lá trà bột còn đang nổi lên hắn nghiêng đầu nhướng mi cảm thấy phương uyển chi đúng là càng lúc càng giống mình thổi thổi rồi uống một hớp nhuận hỏng còn dư hơn phân nửa chén thì đưa cho phương uyển chi rồi lại rót thêm chén khác lá theo gió đông đưa vài chiếc lá rụng xuống bay lên áo của liên dụ phương uyển chi nhìn thấy thì đưa tay lấy xuống giúp hắn Ống tay áo khẽ chật xuống, hắn thấy cổ tay nàng rất gầy. So với cổ tay của mình, Liên Dụ nói với Phương Uyển Chi, "Buổi tối ta muốn ăn ngon, lấy huyết yến lô châu ra hầm cách thủy đi." Phương Đại cô nương không nhịn được cười ra tiếng, thầm nghĩ, "Có ngày nào ngài không ăn ngon à?" Nàng không nói gì, cho dù Phương Uyển Chi không biết Liên Dụ đau lòng, trong lòng vẫn hiểu hắn là người thích ăn no, đói bụng thì lúc nào cũng tùy hứng lưu lăng và trương lương nghe xong thì nuốt nước miếng hắn cũng muốn ăn liên dụ nói a à, đào chỉ biết làm cơm hai người ăn thôi nhiều món không biết nấu nói gần nói xa rất rõ ràng hai người trực ở đây cũng vô dụng thôi nên đi thì đi đi phương uyển chi cười vô cùng bất đắc dĩ lúc ngẩng đầu nhìn lưu lăng và trương lương thì cực kỳ nghiêm túc nàng nói ta không biết làm cơm cho nhiều người ăn thật không phải bạch chi huyện nói tối nay hầm gà à hai ngài có thể bổ sung thêm chất bổ. Gà có thể so với huyết yến sao? Hai tên ngốc mắt to chừng mắt nhỏ, thống nhất không lên tiếng. Bởi vì đâu thể so với độ vô liêm sỉ của hai, vợ chồng, người ta chứ. Lúc ăn cơm tối, Phương Uyển Chi và Vương Thủ Tài lại đánh nhau lần nữa. Nguyên nhân là ngoài canh huyết yến, họ còn có một món chính là thịt kho tàu. Vương Thủ Tài ngửi được mùi kia thì nổi điên, dương nanh múa vuốt đòi ăn nó đã rất béo rồi béo như vậy mà còn không sợ chết muốn ăn nữa phương uyển chi mấy lần mang mèo ra ngoài chơi đều bị người ta hỏi mèo mang thai mấy tháng rồi nàng không cách nào phản bác được chỉ có thể cười ngượng ngùng mèo nhà ta là mèo được liên dụ nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức canh yến đối với chuyện này thì vô cùng lạnh nhạt hai ngày một lần trong nhà sẽ có một trận gà bay chó sủa sớm tập mãi thành thói quen cho đến khi vương thủ tài bại trận nó kinh sợ chạy đến trong góc ăn con cá chiên bé xíu, liên dụ mới đặt đũa xuống, vẫy vẫy ý bảo Phương Uyển Chi đến ngồi. Bên cạnh bàn cơm là cái dương gỗ hôm nay Lưu Lăng mang đến, chiếm một vị trí rất lớn. Hắn khoa kỹ cái dương, rồi đặt chìa khóa vào tay Phương Uyển Chi. Một câu cũng không thèm nói, một chữ cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Rồi người kia lại tới bên giường cầm lấy vương đại tráng cáo trạng với Phương Uyển Chi. Vương thủ tài cào này, Phương Nguyễn Chi cũng không để ý, chỉ nghĩ về chiếc chìa khóa trong tay, hỏi hắn. Để ta giữ à, không sợ ta ôm tiền chạy mất sao. Liên dụ cũng không thèm xoay qua chỗ khác, kéo hai sợi dây trên đầu vương đại tráng bị vương thủ tài lôi ra rồi nói. Ở đại yển mà trộm bạc của ta thì không chạy xa được đâu. Trong lòng phương đại cô nương thì cười nở hoa, trên mặt lại làm ra vẻ bình thường, bước tới bên cạnh hắn hỏi. Tại sao lại đưa ta giữ? làm bà quản gia à? Nói được thế mới chấp nhận. Liên dụ im lặng ôm vương thủ tài ra ngồi ngoài hậu viện, ngước mắt nhìn sao. Hắn nói không câu nào động lòng, chỉ đưa cho nàng một chiếc chìa khóa, hắn chỉ muốn cho nàng, về nguyên nhân tại sao, hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Người ta lúc yêu không tránh khỏi ấm đầu, hắn không nghĩ mình lại thế, có một số việc muốn nghĩ thông, nghĩ cho rõ ràng, mới có thể bỏ ra cả đời. Liên dụ 27 tuổi, sớm đã qua tuổi u mê thời trẻ cho dù vẻ ngoài không già nhưng nội tâm trưởng thành hơn người khác hắn không muốn nói thích đơn giản như thế chỉ muốn dùng hành động minh chứng tình yêu hai người đều suy nghĩ cách một bức tường phương uyển chi cũng không đuổi theo nàng mím môi nắm chặt chìa khóa trong tay cảm giác vô cùng chân thực nàng nghĩ mình không cần nóng vội còn thời gian cả đời họ còn rất nhiều thời gian sáng sớm hôm sau bốn người một mèo đều dậy thật sớm mỗi người đều mặc y phục thôn dân bình thường, liên dụ còn đeo thêm một lớp mặt nạ. Bọn họ muốn đột nhập vào trong trại để hiểu rõ tình hình bên trong. Cùng lúc đó, Lưu Lăng và Trương Lương cũng đổi trang phục dân thường, nhìn mặt nạ trên mặt liên dụ hồi lâu, ngây ngốc hỏi. Chúng ta có cần mang mặt nạ không? Liên dụ vừa sửa lại cổ áo vừa bất chút thời gian nhìn bọn họ một cái, lời ít mà ý nhiều bảo. Không cần. Bọn họ mập như vậy, tìm mặt nạ phù hợp cũng khó. Cửa thiết chảy không đóng thường xuyên, ngược lại, họ mở rộng cửa để người ngoài vào trong quan sát. Như vậy họ mới có thể truyền giáo, gia tăng tín đồ. Tin truyền đi cũng nhanh hơn, rất dễ lôi kéo. Lúc Lưu Lăng mang theo cấm vệ đến Nhạn Nam, binh chỉ đóng dưới chân núi, bởi vậy ngoại trừ chi huyện Nhạn Nam và người dân không tin Thiêu thần, không ai biết triều đình đến đây. Nhưng không hề nghe động tĩnh gì thì liên dụ lại không tin. Trước khi đi, hắn nhìn lướt qua Bạch Yến Trầm, vẻ mặt như cười như không, bảo hắn ở lại thị trấn Nhạn Nam, không được hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên Bạch Yến Trầm đáp ứng đàng hoàng, ngậm ngùi nuốt nước mắt nhìn bọn họ lên núi. Hoa quả thôn này vốn là không phải là thôn gì lớn, có chốc lâu, có đường phố, cũng chỉ có một toàn thiêu cát. Liên dụ lẫn trong đám người hỗn tạp, quần áo vải thô cũ rách, nhờ thế nhận được chiêu đãi không tồi. Người dân địa phương nói cho họ biết, Thiêu thần rất lợi hại, cũng rất thương dân, xem họ như người nhà. Những cổ độc được nuôi này từ trước đến nay muốn xa người. Độc trùng lại là loại không được gần người, dính vào sẽ dễ bị bệnh, cho nên hắn xây tòa Thiêu các đó. Hơn nữa lúc nuôi cổ rất dễ bị cắn, Thiêu thần thay họ trừ vô số ma quỷ, ngăn ngừa tai nạn, lên trời muốn trừng phạt hắn, bởi vì hắn đã làm trái với thiên mệnh. Phương Uyển Chi vốn có tiếng là vô sự tự thông, nàng ngồi xổm trong đám người nói chuyện với một đại nương, híp mắt cười hỏi. Chúng ta là người nhà quê không hiểu nhiều về cổ độc, chỉ nghe lúc đầu có mấy người thờ phụng, sau đó thì thấy không còn ai. Đại nương nghe xong thì gật đầu, đại tế ti ở hoa quả thôn chúng ta xảy ra chuyện đó. Ở đây dân chúng đều tin hắn, nhưng người triều đình lại không ưa, phái binh chém đầu. Ban đầu giáo chúng đều sụp đổ, chết nhiều người, về sau cũng không ai dám nói chuyện nuôi cổ nữa. Một người khác ngồi xồm bên cạnh phụ hỏa. Đúng vậy, vài năm đó, người dân trong thôn cũng yên ổn nhiều, nhưng không biết vì sao lại có quỷ đến náo loạn, còn có người bị quỷ hồn che thân, ai cũng sợ. Hán tử nhà Lưu Hoa Quế cũng chết không minh bạch, tội nghiệp nàng, vừa qua 30 đã cô nhi quả mẫu. Khi đó chúng ta rất sợ, cứ nghĩ vị đại tế ti kia thấy mọi người không tin phụng hắn nên hắn mới về trả thù. Trả thù Phương Nguyễn Chi cảm thấy mọi người lớn tuổi quanh mình đều trầm mặc, có lẽ họ rất sợ người này. Cụ ông ở bên đập đập tàu thuốc, thở dài nói. Chúng ta có xây cho hắn một tòa thần điện, nhưng sợ người triều đình đến cha. Bạch Chi huyện dưới chân núi cũng không cho phép chúng ta tới. Khi thiêu thần đến đây, hắn mặc áo đạo bào, là cách ăn mặc của người trung nguyên, nhưng lại biết nuôi cổ bắt quỷ, có ơn cứu mạng mọi người. Phương Đại cô nương cười cười, nàng cảm thấy... Thôn dân Hoa Quả thôn đều là người chất phác. Mặc dù nàng biết họ nhiệt tình chiêu đãi nàng và nói chuyện cùng như vậy là vì nghĩ nàng cũng tin phụng La bản nhi, cho nên mới thổ lộ. Cho họ cơm ăn cũng là vì nghe nói họ chạy nạn từ nơi khác tới. Nàng nhai nửa cái bánh bao trong tay, hỏi ông lão, thôn ông xảy ra chuyện ma quái bắt đầu từ khi nào? Thiêu thần bắt nó thế nào vậy? Sao lại trùng hợp đến thế? Một thôn chưa từng có ma lại đột nhiên có quỷ đến náo loạn. Quỷ vừa tới thiêu thần cũng tới luôn. Nàng không muốn giảng đạo lý cho họ, giờ có giảng họ cũng không nghe lọt, chỉ cần hỏi thăm thôi. hắn từ nhà lưu tỷ tỷ kia là bị quỷ giết. Lão ra từ liền vỗ đùi. Đúng là bị quỷ giết, con quỷ kia cực kỳ hung hãn, hắn cầm dao cắt cổ người ta. Lưu quả phụ khóc đến mở mắt, sau khi thiêu thần đến mới thanh tình một chút, rồi nói. Nói là triều đình năm đó giết nhiều người như vậy, oán khí hóa thành quỷ quỷ không phân chính tà, chúng chạy tới hại dân chúng chúng ta. Giờ trong thôn cũng có chuyện ma quái, đều là nhờ thiêu thần ra tay giúp đỡ, chúng ta mang bạc đến hiếu kính hắn. Đó là việc nên làm, cô có nhìn thấy hắn bị gù không, là do đuổi quỷ mà bị vậy, nên chúng ta phải hiếu kính hắn. Người xung quanh nghe lưu lão ra nói thì đều gật đầu, hết sức tán thành, tin tưởng không chút nghi ngờ. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng chương 38, đấu khẩu dẫn tới huyết án. Sau đó một thời gian dài Phương Uyển Chi và Liên Dụ đều đi nghe ngóng. Họ muốn trong lúc nói chuyện với những người kia, có thể cảm nhận được tín ngưỡng của những người này, tại sao lại tín ngưỡng điều đó. Giả sử như một Phật tử thành kính, ăn chay niệm Phật nhiều năm, lại phát hiện ra tên hòa thượng trước kia hay ăn thịt rượu biến thành Phật. Họ sẽ nghi ngờ, hóa ra nhiều năm như vậy chân lý mình thờ phụng là giả bởi vì hòa thượng thật không thành chính quả mà tên hòa thượng giả rượu thịt lại thành phật lại có một ngày một người cũng ăn chay như mình thành phật hắn quay lại nói cho mình biết ăn chay cũng có thể thành chính quả trong lòng hắn lại có thêm hy vọng cảm thấy những năm tháng qua mình đã không uổng công còn chuyện thờ phụng hay không không quan trọng hắn chỉ muốn kết quả mà khi kết quả đó chưa có được thì tín niệm sẽ không sụp đổ liên dụ cảm thấy dân chúng tin la bàn nhi cũng không phải là vì tin hắn, giống như trong lòng bọn họ cũng hiểu được, là bản nhi không phải đại từ đại bi, đuổi quỷ hàng ma thì phải cống bạc lên. Nhưng mà bọn họ tin, cũng có phần run sợ, nếu không sợ nữa, thì cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Hắn chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay quấn hai vòng nhúng tóc dài bên thái dương của Phương Uyển Chi. Gần đây nàng ăn mặc rất xấu, không phải giả nha hoàn thì cũng thành tên ăn mày, đầu tóc cũng không gọn gàng, bị rối tung lên. Phương Uyển Chi vốn đang lắng nghe rất chú tâm, nhưng tóc lại bị liên dụ quấn lại, trên mặt thì ngứa ngứa, nàng đưa tay kéo lại, hắn kéo về. cứ kéo đi kéo lại như thế một lúc, rốt cục nàng cũng mặc kệ hắn. Có mấy người phụ nữ xung quanh, lớn tuổi nên cũng không kiêng kỵ gì, nhịn không được cười nói. "Ơ, ờ, nhìn đôi vợ chồng son thương nhau chưa này, mới vừa tân hôn hả?" Quấn lấy nhau thế, cả khuôn mặt của Phương Uyển Chi cũng đỏ bừng lên phụ nhân kia nói tiếp, chuẩn bị khi nào thì sinh con vậy. Đã hai mươi chưa, ta thấy tuổi như cháu bây giờ đều là mẹ của hai đứa bé cả. Ba mẹ chồng đâu, không tới đây với hai người à? Phương Uyển Chi không thể trả lời được một câu. Là một cô nương gia, đối mặt với những chuyện này đương nhiên nàng cũng sẽ ngượng ngùng, huống chi hai người còn chưa xác định quan hệ. Nhưng mà chỉ có mình nàng xấu hổ, liên dụ vẫn còn không ra không mặt cầm lấy tóc nàng chơi nàng giật lại tóc của mình, bực bội nói, hỏi ngài kìa, khi nào thì sinh? Ba mẹ chồng đâu? Liên dụ lại kéo nhúm tóc về, nghĩ nghĩ một chút rồi cãi lại. Vương Thủ Tài không phải con trai cô à, gần đây nó còn rất béo nữa. Mọi người đều biết, đó là một chuyện rất dễ dẫn tới, chiến tranh, đối với chuyện Vương Thủ Tài béo, và cái miệng bị ổi của Liên Dụ, Phương Đại Cô Nương luôn có một niềm nhiệt huyết chiến đấu rất lớn. Quả nhiên, lời này vừa nói xong hai người lập tức khai chiến phương uyển chi nghiêm túc chừng lớn mắt đó không phải do thói quen của ngài sao buổi tối khuya mà cứ đòi ăn này ăn nọ mình ăn thì thôi đi còn cho cả vương thủ tài liên dụ chăm chú nhìn nàng nói cô không làm thì ta lấy gì ăn là ai cứ đòi kia chứ phương uyển chi tức đến mức muốn cào hắn rồi là ai la hét nói mình sắp chết đói hả liên dụ vờ như không nghe thấy sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay nàng buổi tối ăn đầu cá thiên ma đi đầu cá chép nữa bảo bạch yến trầm đi mua đi phương uyển chi bực bội gây gổ với nàng xong còn bảo nàng làm đầu cá cho ăn còn nữa đang yên đang lành ăn đầu cá làm gì giờ cẩn thận nghĩ lại khóe môi mím lại vui vẻ cũng không bắt nạt hắn nữa tùy hắn kéo tóc mình cá thiên ma rất bổ đầu cá chép cũng thế toàn dùng để bồi bổ người gầy xung quanh mọi người nhìn thấy đôi vợ chồng son cãi nhau, cảm thấy vô cùng thú vị. Cùng lúc đó, cách bọn họ không xa cũng có hai người cãi nhau. Nhưng mà không phải một đôi, mà là hai tên ngốc. Lúc Liên Dụ và Phương Uyển chi đấu võ mồm, Lưu Lăng ở bên kia cũng nghe được chuyện triều đình giết Đại Tế Ti, khiến cho dân chúng ở đây oán trách. Hắn cảm thấy những người này quá sức vô liêm sỉ, nhìn bọn họ một đám áo rách quần manh, còn gầy chơ cả xương thì cũng thấy được, thứ tốt đều vào bụng la bàn nhi rồi. Trong cổ họng ho một tiếng, lúc ấy hắn đã muốn phản bác, bỗng nhiên lại nhớ tới lời dặn dò của liên dụ, đành nhịn xuống. Không biết sao đứng trong đám người ca công tụng đức la bàn nhi, càng nghe hắn càng không quen, càng nghẹn muốn phát hỏa. Nghẹn đến cực điểm, hắn gân giọng giống lên một câu, ta chưa thấy có người gù nào bắt được quỷ cả, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cũng chưa từng thấy. Lương gù mà cũng nghĩ ra cho hắn một mỹ danh, đầu óc các ngươi bị bệnh à. Trương Lương nghe xong cũng hùa theo, đúng thế, triều đình giết đại tế ti, đó là bởi vì hắn vơ vét của cải, chiếm đoạt nữ nhân, đức hạnh thối tha, thiêu thần của các ngươi bây giờ cũng cùng một kiểu đức hạnh đó, giờ hắn muốn bạc, sau này không biết còn muốn cái gì đâu. Nói xong lại rút điếu thuốc ra hút, ta thấy ngươi cả người gầy đến mức đó, mình ăn không đủ no mà còn muốn nuôi hắn. Có tiền dư đó thì sao không tu bổ phần mộ cha mẹ tổ tiên đi. Hai tên ngốc nói chuyện thẳng tuột, nhưng mà có lý hay không? Bọn họ cũng phải thừa nhận, đúng là có lý. Người biết chuyện cũng nhìn ra được tên La Bàn Nhi dựa vào dân chúng ngu ngốc ở Hoa Quả thôn để sống. Nhưng mà những lời này, cho dù muốn nói, cũng không thể nói lúc này. Hiện thời cả thôn dân chúng đều đã bị đầu độc, người nói họ không đúng, nói La Bàn Nhi là người gù, đó chính là vũ nhục người dân ở Hoa Quả thôn. Cũng giống như trên mặt cát có một cọc tiêu, nó dựng lên đã mấy năm, gió táp mưa xa đều đứng đó. Nhưng người vừa đến, lại nói nó không tốt, chắc chắn không ai cảm kích ngươi, cũng không ai tán thường, họ chỉ biết đó là nói xấu thần thánh của họ. Rõ ràng là Lưu Lăng và Trương Lương đã chọc tới cái cọc tiêu này. Đám người xôn xao bắt đầu không ngừng văng nước miếng, trách cứ hắn là đồ nhà quê không hiểu lý lẽ. Trong đó còn có vài người hỏi thăm ân cần một vòng các đời tổ tiên của Lưu Lăng lại nói đến Lưu Lăng, tuy rằng hắn không có học vấn, nhưng cũng là con em hoàng thất, đâu giống với người ít học trên phố, lui tới cũng có vài chữ thô tục. Trong lòng hắn biết mình không phải đối thủ của lão nương kia, bực bội ven áo ngoài lên lộ ra áo mãng bảo bên trong, cô cánh tay nói. Mẹ nó, phản hết rồi sao? Các người có biết lão tử là ai không? Lão tử là... Không có người nào quan tâm lão tử ngươi là ai, sau khi nhìn thấy áo quan bào kia dân chúng đã mang gậy gộc tới chào hỏi đối với người của triều đình thôn dân cục kỳ oán hận nhưng họ cũng sợ chuyện ma quái ở trong thôn còn chết nhiều người la Bản nhi có nói là vì triều đình chém giết nhiều người sinh ra quỷ cho nên họ phải đưa bạc cho la bàn nhi đó đều là lỗi của triều đình hơn nữa ở đây họ đâu có biết phẩm cấp gì bạch yến trầm ở đây bị chào hỏi thế nào lưu lăng cũng vậy thôi phải nói Lưu Lăng và Trương Lương tuy là bùn nhão không chắt được tường, nhưng ở kinh thành không ai dám đụng, giờ lại bị một đám dân chúng nhân vừa xô vừa đầy đập đánh đến sao bay đầy mặt, cả người choáng váng. Trong miệng Lưu Lăng vẫn còn la hét, bản vương giết chết cửu tộc các ngươi, có tin không hả? Toàn bộ giết sạch, ta có mang binh đến, ai dám đánh ta? Ta chửi con mẹ nó chứ, ngươi đánh lại ta thử xem. Tên khốn kiếp, Trương Lương, Trương Lương, bảo vệ bản vương liên dụ đâu liên dụ liên dụ đã sớm kéo phương uyển chi lên cành cây cao nhất ngồi xuống hai người vừa xem vừa lắc lắc chân mặt không chút thay đổi nhìn xuống phía dưới phương uyển chi nhìn một lúc thì hỏi liên dụ còn không đi cứu à liên dụ lắc đầu để bọn họ đập một lát đi bởi vì lưu lăng công khai trời đồng và đánh rắn động cỏ kế hoạch thăm dò bị rối loạn toàn bộ ngồi dưới tán cây nhỏ ở núi tiểu lan không ai có sắc mặt tốt Liêu Lăng vẫn còn hùng hùng hổ hổ, trên đầu đầy rau và vỏ trứng gà lấy mãi không hết, nước bẩn từ trên tóc chảy xuống. Hắn mắng xong vẫn không thấy thoải mái, lại không dám phát hỏa với liên dụ, đành chỉ dâu mắng hòe mà chửi trương lương. Vừa rồi ngươi làm cái gì hả? Vì sao không cứu ta? Ngày thường bản vương cấp bạc cho ngươi còn thiếu sao? Lúc cần mặt thì không thấy bóng dáng. Ngay cả nhìn liên dụ cũng chưa từng nhìn hắn. Liên dụ không nhìn, Lưu Lăng tiếp tục mắng không ngừng. Ngày mai lại đi một chuyến, không phải còn có mặt nạ sao? Mang mặt nạ rồi đi, lão tử không tin, ta không hơn một vị thần linh. Cuối cùng là phương đại cô nương không nghe nổi nữa, mở miệng nói thẳng. Ta là cô nương mà cũng hiểu được không thể đánh rắn động cỏ, vương ra nhanh mồm nhanh miệng nói thì thoải mái đó, nhưng dân chúng kia đều bị la bàn nhi mê hoặc rồi, ngài như vậy còn giống trống khua chiêng bảo có mang theo binh giờ mà muốn vào thăm dò cũng không có cửa nữa đâu. Vốn định tìm cách đưa binh vào tốt nhất, giờ chuyện gì cũng không rõ, muốn đưa vào thế nào. Đôi vợ chồng son này rất biết cách bao che khuyết điểm, thấy Phương Uyển chi mắng liên dụ thì thoải mái là thế, nhưng người ngoài mắng hắn một câu thôi nàng đã không vui rồi. Nhưng dù sao Lưu Lăng cũng là vương gia, cho nên mấy câu này cũng có bảy phần khách khí. Lưu Lăng nghe xong không còn lời nào để nói bởi vì hắn cảm thấy a à, đào nói có lý lại nhìn liên dụ một cái người dựa vào tàng cây loay hoay nghịch nhẫn sắc mặt không phải là tốt lúc này mới biết bản thân gây ra hỏa giận cũng không dám phát nữa hắn có hơi sợ liên dụ liên dụ đánh người quan trong chiều cũng từng bị đánh đưa tay lau mấy lá dao trên mặt hắn thẹn thùng nói cái kia bản vương cũng không phải cố ý ngươi xem bọn họ đấy ta không nhịn được mà liên dụ người đừng nóng giận nữa nói cho cùng lưu lăng và lưu lễ là hai người hoàn toàn khác nhau người trước là ngốc thật không có đầu óc người thứ hai là giả ngu giả bộ không có đầu óc bởi vậy khi lưu lăng nói mấy câu này là hết sức thực tâm thực ý hắn vốn không thông minh vẻ mặt nhìn như thể gặp đại nạn liên dụ vẫn không nói gì đứng lên rồi yên lặng bước đi lúc trước hắn chưa từng ở cùng người ngốc giờ lại ở bên thật có lúc không hiểu họ nghĩ gì. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Trường 39, hiếm khi hồ đồ. Ngày kế, mọi người đều dậy thật sớm, không biết liên dụ kiếm đâu ra một cái áo tròn đen thui, mặc dài chấm đất, bên ngoài còn có đính mũ. Phương Uyển chi nhìn hắn giống như đang đưa tang, nàng nhíu lông mày lắc đầu. Cái này đâu ra thế? Liên dụ nghiêng đầu cười một tiếng, cả lơ phất phơ nói ta đoạt. Phương Uyển Chi nhìn bộ dáng không nghiêm chỉnh của hắn, thiếu chút nữa đã nhéo tay người kia trách, đoạt cũng phải đoạt cái gì đẹp chứ. Nhìn một lúc mới biết là y phục hộ pháp của thiết thiêu các ở hoa quả thôn. Nàng thấy liên dụ mang một chiếc mặt nạ xấu xí thì cắn hạt dưa hỏi. Đêm qua ngày đi hoa quả thôn à? Hắn liền gật đầu, cổ áo của bộ y phục này không kéo được. Phương Uyển Chi liền ném hạt dưa trên tay đến sửa lại cho hắn vừa sửa vừa hỏi hôm nay còn muốn lên núi à nàng đoán hắn chuẩn bị để đến căn nhà gỗ kia nói chuyện với la bàn nhi thử liên dụ gật đầu cúi đầu thấy vết cắt trên đầu ngón tay nàng hắn đưa tay nắm lại rồi nhíu mày nói hôm qua cô bị thương à phương uyển chi cảm giác được ngón tay kia hết sức dịu dàng mặt cũng đỏ bừng cười nói ta thấy phải hỏi ngài ấy trên người có đau không hôm qua lúc liên dụ xông vào đám người cứu lưu lăng ra, khó tránh khỏi bị thôn dân hoa quả thôn đánh chúng. Những người kia đều là dân chúng, đa số còn là trưởng giả, liên dụ không muốn đánh bọn họ, chỉ có thể lao thẳng đến kéo phương huyền chi vào lòng mình, dù thôn dân không dùng gậy gộc nhưng tiếng gào thét và tiếng gió bên tai nàng cũng biết được, hắn bị đánh mạnh cỡ nào. Nàng không nghe tiếng hắn kêu rên, nhưng cũng đau lòng muốn chết. Nếu như Lưu Lăng không phải là vương gia, nàng đã xông lên cấu xé hắn rồi liên dụ còn không thèm nháy mắt, nhíu mày nhìn ngón tay nàng như cũ, sau đó lấy một bình thuốc trong ngực ra bôi lên vết thương trên tay nàng, rồi thổi thổi. Không đau, chờ ta trở về. Trong lòng phương đại cô nương đã thích hắn từ lâu, nàng cắn môi không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên giang hai tay ra ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Đầu tựa vào ngực hắn, cả khuôn mặt cũng hồng như muốn nổ tung, cả người không chỗ nào không nóng rực. Nàng biết rõ như thế không đoan trang, nhưng trước mặt nam nhân nhà mình cần gì phải đoan trang chứ? Tận đáy lòng, nàng đã sớm nhất định liên dụ là của nàng, hắn không cần nàng cũng không được. Nhưng mà nói cho cùng, Phương Uyển Chi muốn tự mình bày tỏ, cũng muốn mình can đảm hơn một chút, nàng ôm như vậy có vẻ rất ngốc, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Tiếng nhịp tim thình thịch khiến nàng an tâm hơn một chút, hắn hồi hộp, hồi hộp nhưng ít nhất cũng không đẩy nàng ra. Nàng cảm nhận được hắn ôm lại mình, từ từ, ôm chặt hai người không ai nói gì nhưng đều đỏ bừng cả mặt như trồi non đâm lên giữa nắng sớm theo gió đông đưa vui thích lại giống như giữa biển lớn mênh mông con thuyền dập dềnh qua lại nghe được hai trái tim cùng rung động liên dụ khẽ nói a đào ta phải đi giọng nói rất trầm còn có phần nói lắp a à, đào chôn trong lòng hắn ừ một tiếng đột nhiên lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng liên dụ cũng không muốn đi cánh tay thu hẹp khoảng cách giữa hai người ôm lấy vòng eo thon nhỏ hắn thấy phương uyển chi quá gầy gầy không đầy nắm tay gầy đến mức như thể hắn không quan tâm chăm sóc nàng thật tốt thật lâu sau phương uyển chi nói chàng đi sớm về sớm cuối cùng mới tách khỏi người hắn liên dụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng một mảnh ánh mắt dừng lại nơi cánh môi mịn màng của nàng dư vị của đôi môi đó khiến hắn động lòng ta muốn hôn nàng hắn nhẹ giọng nỉ non không đợi nàng đáp lại đã cúi người hôn xuống đôi môi ấy. Không chỉ là lướt qua rồi ngừng lại như hai lần kia, nụ hôn lần này hắn rất nghiêm túc, thậm chí có một chút vội vàng, ngón tay luồn qua mái tóc dài giữ lấy gáy nàng, khiến cho hai người gần sát nhau hơn, như muốn say mình trong ôn hương Nguyễn Ngọc. Phương Nguyễn Chi chạy thẳng một mạch về phòng, đóng cửa lại rồi cười khúc khích, thực sự rất phấn khích. Nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn xuống sân, Thấy Liên dụ vẫn còn đứng ngơ ngác trong viện, bóng lưng cứng đờ mê man, nàng bật cười, thẹn thùng hắng giọng, "Còn không đi đi, muốn đợi mặt trời xuống núi à?" Liên dụ liền qua đầu lại, nhìn nàng một hồi lâu rồi chỉ vào cửa sân. "Ta đi bây giờ." Nhưng mà không phải đi tới cửa, hắn nhún chân một cái khinh công bay ra ngoài. Sao lại không đi qua cửa lớn? Cả ngày hôm nay Liên dụ luôn mất hồn mất vía. Lúc đi đến tòa trúc lâu ở Thiết Thiêu Các, hắn thấy rất nhiều người người đi vấn an giáo chúng. Hắn nghĩ mình cũng phải như bọn họ đến nói hai ba câu, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì, trong đầu đều là hình ảnh của Phương Uyển Chi, khuôn mặt thẹn thùng và đôi môi xương đỏ. Lúc là bản nhi khom lưng gù đi tới, nhìn thấy tên hộ pháp đang ngồi ngẩn người trên giường. Hắn bước tới bên cạnh, đầy đầy tên kia. Người làm gì thế hả? Giọng đầm chất địa phương, toàn khẩu âm của vùng. Liên dụ biết hắn bước vào, gật gật đầu ý bảo mình nghe được. Là bản nhi có tứ đại hộ pháp, hắn lựa chọn người này, nguyên nhân quan trọng nhất, vì A Tu là người câm. Là bản nhi vốn cũng quen với việc A Tu trầm mặc ít nói, hắn thấy người kia cứ ngồi trên giường hồi lâu, vóc dáng không đủ cao, nên phải mang một băng ghế tới, bò lên rồi nói. Ở cung gia có quỷ náo loạn, họ tới mời ta mấy lần nhưng ta cũng không ứng, người liệu ý thấy họ tới lần thứ ba, nhận một trăm lượng thì thông báo với ta. Liên Dụ tiếp tục gật đầu, thấy tên lưng gù này đúng là biết cách mua bán. Quỷ náo loạn ở cung gia, hắn nắm một ít bột gì đó, ném vào trong chén cổ độc, bên trong đó tự giết lẫn nhau. Thứ náo loạn ở cung gia không phải là quỷ mà là người. Là bản Nhi có vẻ cũng không thích nói chuyện phiếm với người khác, tự cao nhau một lúc rồi chống chầm ngẫm nghĩ. Mấy ngày trước nghe nói người triều đình đến, người bất chút thời gian đi qua thông báo với Thiên Tôn một tiếng chuyện đó ta quản không được. Hai tay lại đặt đầu gối. Nghe nói người đến là một vương gia, có câu nói trời thì cao mà hoàng đế thì xa, lão tử ở xa như vậy mà hắn cũng biết tin. Có thể thấy không phải cứ xa là ít rủi ro. Liên dụ liên tục im lặng nghe hắn nói, có thể thấy người này học thức không cao, hắn cũng không vội giải quyết, nhưng thiên tôn vừa nhắc đến lại khiến hắn hào hứng. Hắn vừa mới xem tay của La Bàn Nhi, gầy gò, vô cùng tiều tụy, làn da thô ráp, nhưng đó là do hắn gầy. Hàng năm vì độc trùng và bột thuốc thấm vào người, phần lớn những người dưỡng cổ độc có làn da chuyển thành màu đen. Tay của La Bàn Nhi lại không thế. Điều này cho thấy, người nuôi cổ độc là người khác, sau lưng hắn còn có người lợi hại hơn. Sư phụ của Liên Dụ Nhiễu Tiêm Trần là trưởng môn đời thứ 16 của điểm Hoa Các, ít người biết được Nhiễu Tiêm Trần lại có một nửa dòng máu là người miêu cương, bởi vậy phương pháp nuôi cổ cũng biết được ba phần nhưng mà với chuyện này nhiễu tiêm trần lại quá gà mờ, nuôi hơi phân nửa đều chết hết, cho nên cũng ngại quảng cáo kỳ môn dị thuật của mình. Từ nhỏ liên dụ đã lăn lộn với ông, cho nên cũng hiểu biết chút ít. Thanh danh của điểm hoa các vốn không có gì đặc sắc, lại thêm chuyện đối xử với trần thế không phân biệt chính tà, có phần tam quan bất chính, làm loạn trên giang hồ một thời gian nên thanh danh cũng ngày một xấu đi, ông ta lại vui vẻ khi trở thành trưởng môn ma giáo còn thường xuyên tuyên bố đệ tử của mình là Lan Khanh Công Tử. Liên dụ lại không chịu thừa nhận người sư phụ bất chính này, chỉ những lúc ông không có bạc mới đưa tay cứu tế một ít. Còn về chuyện của La Bàn Nhi, cao nhau đủ rồi hắn liền bò xuống giường chuẩn bị ra ngoài. Cứ ngồi một chỗ lại thấy trong lòng không yên được. Bởi vì hắn thấy A Tu nhìn mình lắc đầu, mặt mày ủ rũ. Tự nhiên mình cũng buồn theo. La Bản Nhi vốn không có việc gì làm, đi tới hoa quả thôn này nhờ vào lừa đảo mà có thêm chút bạc. giờ chuyện bậy bà còn kinh động tới vương gia, hắn đương nhiên sẽ hoảng hốt. đi qua đi lại trong phòng hai lượt, hắn nói với liên dụ: "ôi chào, người nói ta có nên tự mình đi đến chỗ thiên tôn không? lần trước có vẻ hắn không muốn ta qua, nhưng giờ nếu cứ chờ tin thì biết đến khi nào?". a à, tu ôm trùng cổ độc đi về giường, nhíu mày bày tỏ mình cũng rất thất vọng. theo tính tình của la bàn nhi nếu chuyện như vậy mà bị người khác giật dây có khi nửa đường lại bỏ cuộc giờ nhìn bộ dạng của a tô hắn lại thấy phiền đi thôi tìm thiên tôn đây đương nhiên là chuyện vô cùng tốt trên mặt liên dụ không biến sắc từ từ đi theo sau lưng la bản nhi hai người ra khỏi cửa đi theo hướng chợ của hoa quả thôn mấy người dân thấy la bản nhi đi ra thì cúi người quỳ bái thái độ với liên dụ cũng cung kính lạ thường hôm qua liên đại nhân mới bị đánh hôm nay lại được ủng hộ, nhân sinh quan của bản thân cũng trở nên vạn vẹo, hắn thuận tay nhận mấy đồ ăn vặt người ta đưa tới. Nhưng mà còn chưa kịp lấy, tâm tình đã lạnh hơn phân nửa. Bởi vì hắn thấy trong đám người, có hai bóng dáng lén la lén lút, một người là Lưu Lăng, một người là Trương Lương. Có lẽ là sợ người ta nhận ra, cả hai người này đều bôi một lớp bụi đen lên mặt. Giống như vừa chui từ mộ lên, lần này liên dụ thực sự không muốn quen biết họ, nhưng cũng không thể để mặc họ làm chuyện bậy bạ, nói cả đêm rồi mà giờ hai tên ngốc này vẫn chạy đến đây. Hắn trợn ngược cả mắt, đột nhiên lại thấy Lưu Lăng nhìn chầm chầm vào cổ tay mình. Là bản nhi đi đứng không thuận tiện, đi vài bước lại muốn người khác dìu, liên dụ duỗi tay ra, trên cổ tay là chuỗi vòng hạt ngọc. Thực ra liên dụ làm việc rất ít khi bất cần như vậy, nhưng hôm nay hắn lại quên chuỗi hạt này, cũng là vì chuyện lúc sáng sớm, làm rối loạn tâm tư của hắn. Lưu Lăng bên cạnh thì đâu biết chuyện gì, hắn biết vật này chẳng qua là vì thích, lại hỏi liên dụ mấy lần mà hắn vẫn không cho. Bây giờ thấy lại, nhìn vóc người kia, trong lòng lại bừng lên cơn tức. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Trường 40, đạo sĩ lên núi. Lưu Lăng và Trương Lương lần này tới đây là vì hôm qua bực quá, trong lòng không thông, cho nên muốn quay trở lại. Trong lòng hắn cũng thấy có lỗi với liên dụ, cho nên mới muốn tới thăm dò tin tức, để hắn đừng giận mình nữa. Nhưng mà người này lại xuất hiện bên cạnh La Bàn Nhi. Điều khác biệt nhất giữa người ngốc và người thông minh chính là ở nhận thức. Người thông minh dù hai người có đối lập nhau thì cũng bỏ qua hết mà hợp tác, cùng chung nguy hiểm. Mà người ngốc thì dù ngươi là thù hay là bản, thấy ngươi không bàn bạc với hắn, phản ứng đầu tiên sẽ là mình bị phản bội rồi. Không nghi ngờ gì nữa bây giờ lưu lăng đang cảm thấy mình bị phản bội hắn kéo tay áo của trương lương bọn họ tức tối trao đổi ý kiến sau đó cùng thống nhất cảm thấy liên dụ làm như vậy là muốn chiếm công lấy hết công trạng về mình cho nên mới không dẫn theo bọn họ đối mặt với tình huống như vậy họ nhất định không để hắn thực hiện được liên dụ bên này một đường dìu bước người kia nhìn thấy hai tên ngốc liên tục nhìn mình thì biết họ đã nhận ra hắn dùng ánh mắt cảnh cáo cút xa ta ra mà hành vi cảnh cáo này lại càng làm Lưu Lăng và Trương Lương khẳng định chắc chắn hắn muốn cướp hết công lao. Không muốn mình đi theo, mình càng phải theo dõi. Liên dụ nhìn hai tên ngốc bước tới gần, thật sự rất muốn tung ra một trường đập chết bọn họ. Là bản nhi chọn một con ngựa tốt, chuẩn bị tư thế ra khỏi thôn. Liên dụ cũng im lặng đi theo, kéo dây cương đi vội, mặc kệ hai tên ngốc đang điên cuồng đuổi theo cũng không dừng lại. Hai chân sao địch được bốn vó, tất nhiên, hai tên đó không đuổi kịp. Mắt thấy hai người kia như làn khói dục ngựa đi xa, ra khỏi thôn rồi sẽ có chuyện họ không được biết, cho nên Lưu Lăng không để ý nhiều như vậy nữa, mở miệng hô to. Liên dụ người muốn cướp hết công chẳng chứ gì, bản vương nói cho người biết, không có cửa đâu. Như thể gióng trống khua chiên hô hào quần chúng. Mau có ai không, người của triều đình mai phục đến bắt đấy, có nhìn thấy tên kia không, đó không phải hộ pháp, đó là hộ bộ thượng thư liên dụ không có gì bất ngờ liên thượng thư bị các thôn dân trói lại đương nhiên là hắn có thể thoát ra nhưng hắn lại không động tay bởi vì đã cực kỳ mệt mỏi tâm rất mệt không muốn lăn qua lăn lại nữa tiện tay thả viên ngọc thất hương xuống chờ cấm vệ dưới chân núi lên đón hắn lưu lăng và trương lương cũng bị buộc lại đạp đạp bên chân hắn nổi giận đùng đùng nói ai bảo ngươi không mang ta theo cả ngước mắt lên liên dụ cũng không muốn nhìn hắn hai tên này lần trước đã lộ mặt, các thôn dân vẫn còn nhớ, cho nên mới hô hào hết quần chúng tới chói. Là bản nhi sợ đến mức mặt không còn chút máu, làm sao mà ngờ được có một ngày mình lại gặp một cao nhân như thế. Khuôn mặt kia giống y đúc a à tu mà. Các thôn dân vẫn còn bảy miệng tám lời nói, người này là vương gia, người kia là thượng thư, tất cả đều bị chúng ta bắt lại, hay ngài thả cổ độ mê tâm mê trí bọn họ đi, hoặc là biến họ thành một mớ nước như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Trong lòng la bàn nhi tự nhủ, đó đều là quỷ do ta tạo ra, đương nhiên mới có bản lĩnh biến này biến nọ, đây là quan to nhị phẩm triều đình đó, cuối cùng hắn đưa ra quyết định, đem bọn họ trầm đường. Sau lưng hoa quả thôn có một ao nước nhỏ, nước ao không phải là quá sâu, nhưng dìm chết ba người thì tất nhiên là thừa sức. Có giáo chúng thành kính lại nói, không thể trầm đường, bản lãnh của ngài lớn như vậy, tại sao không lấy cổ độc ra, như thế bọn họ không phải sẽ đi vào khuôn phép sao. Nói đến loại mất tâm cổ độc này, đây đúng là cổ độc tà môn trước kia vẫn lưu truyền ở miên cương, người bị cổ độc khống chế sẽ chiếm luôn thần trí. Đại tế ti của hoa quả thôn bị chặt đầu lúc trước đã từng dùng lên người chi huyện Nhạn Nam, chỉ là loại cổ độc này khá tổn hại âm đức, không thể dùng nhiều. Nhưng mà tên La Bàn Nhi là loại gà mờ, làm sao biết được, không riêng gì hắn, tên thiên tôn kia cũng không thể biết hắn dùng lý do này để thoái thác, các vị già trẻ ở đây thế mà lại tin, bởi vì họ từng được chứng kiến sự thần thông của hắn, cũng oán thầm trong lòng, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Lúc Phương Uyển Chi đi theo cấm vệ vượt qua đường núi, liên dụ đã ướt nửa người. Lần đầu La Bàn Nhi gặp một đội khôi giáp hùng hậu như vậy thì suýt chút nữa tiểu trong quần, sau đó không giả vờn niệm siêu độ mấy người kia nữa, nhanh chân chạy vào trong đám người, vén áo choàng lên, hét tai nạn buông xuống, chúng sinh bảo hộ ta. Hắn chưa đọc sách bao giờ, nhưng cũng không hề ngốc. Hắn biết người triều đình đến đây nhưng vẫn chưa động tay, là còn bận tâm dân chúng đang nằm trong tay hắn. Liên vụ vốn còn đang nằm trên phản, thấy Phương Uyển Chi sốt ruột thì vội đi lên. Hắn xoay người lại nhìn Lưu Lăng và Trương Lương vẫn còn đang oán dân, đúng là rất muốn đánh bọn họ, nhưng vừa tiến lên hai bước, hắn lại lui về đấm vào đầu Trương Lương. Lần này xuất quân, đúng là chúng ngày chó má. Đánh xong Trương Lương, trong lòng liên các lão thoải mái hơn một chút, hắn xoay người tới xem La Bàn Nhi. Bảo cấm vệ lui xuống, đến bên cạnh hắn, nhìn như vậy khiến La Bàn Nhi đột nhiên trột dạ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng rất lớn hỏi liên dụ, ngươi, ngươi muốn bắt ta sao? Liên dụ đáp, ngươi không muốn à? La Bàn Nhi vội vã lắc đầu. Không, không muốn. Liên dụ lại bước qua hắn không muốn thì thôi, giờ ta không có ý mời người uống trà đâu. Liên dụ hiểu rõ, bắt người này cũng chỉ là chỉ phần ngọn mà không chỉ được gốc, nếu như xử lý không tốt sẽ làm thôn dân bạo loạn, sau đó sẽ còn nhiều hậu hỏa hơn. Vẫn là câu nói kia, là bản nhi không phải là trọng điểm, thiên tôn sau lưng thao túng hắn mới là mấu chốt. Buổi chiều trở về hậu viện, Lưu Lăng và Trương Lương liên tục quanh quẩn bên ngoài phòng của Liên Dụ. Bọn họ thấy mình đã thiếu suy xét, nào có ai hãm hại người nhà như vậy. Thấy cửa sổ phòng liên dụ đóng chặt, họ cứ thế loay hoay bên ngoài, lo sợ liên dụ giận, gửi một tờ sớ đi đuổi họ về thì xong. Trên mặt trương lương bị liên dụ đánh xanh cả mắt, trong lòng tự nhủ, hai người cùng chung chủ ý, giờ chỉ có một mình ta bị đánh, người lại tới mắng ta, trong lòng càng nghĩ càng uất ức, liền dùm bem một trận với lưu lăng. Hai người cứ thế oán giận đối phương, giọng cũng không dám quá lớn, nhưng mà vẫn ẩm ý tới liên dụ, hắn mở rầm cửa một cái, bọn họ mới câm miệng lại. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thống nhất đi về phòng bếp xem Phương Uyển chi mắng mèo. Tiếng động đó còn lớn hơn hai người bọn họ, vậy mà liên dụ lại không mắng nàng. Hai người tự biết mình không so được với A Đào, đành lùi thủi ủ rũ trở về. Liên dụ nhốt mình trong phòng liên tiếp nhiều ngày, bì bì cũng từ trong núi trở về, hai người không biết nghiên cứu bàn bạc cái gì, lúc đi ra lại mặc một bộ đồ đạo sĩ, hắn gọi Phương Uyển Chi lại, đưa một bộ tiểu đạo sĩ đưa cho nàng thay, nói muốn mang nàng lên núi. Trước khi đi bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng gọi hai tên ngốc kia đến phòng nghiêm túc phân tích lợi hại một hồi, bảo họ ngoan ngoãn phòng thủ dưới núi, thấy xảy ra chuyện gì thì lập tức điều binh. Đối với quyết sách của Liên Dụ, Lưu Lăng không dám phản bác, bởi vì hắn bây giờ đã bó tay toàn tập rồi, theo suy nghĩ của hắn, cứ giết sạch toàn bộ là xong việc, không nghĩ chuyện này lại có nhiều vấn đề như vậy. Liên dụ nói với hắn, ngài thông tuệ hơn trương lương rất nhiều, ta để ngài ở lại là vì tránh ngài lỗ mãng. Phàm là ra chiến trường giết địch thì chủ soái luôn là người đứng sau, lần này ta lên núi nếu thành công không phải được lợi chính là ngài sao. Liêu lăng gật đầu như băm tỏi, thấy liên dụ nói vô cùng có lý. Hắn cũng cho rằng trương lương quá ngu xuẩn, cho nên mấy ngày nay không quan tâm đến tên kia làm gì. Quả nhiên là liên đại nhân danh ma thành tính, dụ dỗ kẻ ngốc cũng hay như vậy. Hắn vuốt đầu vương thủ tài như đang sờ đầu lưu lăng, cảm thấy tên này vô cùng vụng về, nhưng là coi như là nhu thuận, sắp sửa phải dụ dỗ thêm một khoản. Hắn nói với lưu lăng, đưa ta tiền, ta đến bên núi mua một tòa nhà, nhà phải lớn mới thấy đây là một môn phái tốt. Lưu lăng nghẹn họng nhìn hắn chân chối tại sao mua nhà cũng là ta bỏ tiền liên dụ nhìn như thể sao ngài không thức thời quá vậy trước đại chiến lương thảo phải đi trước ngài không có lương thảo thì xuất binh kiểu gì nói xong ngay cả phất trần cũng không cầm tiện tay ném lên giường rồi bỏ ra cửa lưu lăng nhìn liên dụ chơi xỏ lá đưa tay kéo kéo a đào nhăn nhăn lông mày hỏi hắn lại muốn lừa ta sao a à, đào đang ở thu dọn bên trong nghe vậy thì nhìn lưu lăng một cái cực nghiêm túc nói. Giờ đang cần bạc, nào có pháp sư đức cao vọng trọng nào lại không ở một tòa nhà to đâu, nếu hắn giả làm hòa thượng, ngài cũng phải xây miêu cho hắn đấy. Đây có tính là gì? Đầu óc lưu lăng vốn không dùng được, nhưng hắn cũng nhìn ra được, A Đào và Liên Dụ đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng dù có nhìn ra hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì đâu có ai có khả năng bằng Liên Dụ. Trong lòng tự thuyết phục mình nhiều lần, Gia cắt Lượng ba lượt đùa giỡn mà Lưu Bị vẫn đi mời, Hoa Mộc Lan bỏ giáp về quê còn mang theo không ít tiền riêng. Lưu Lăng tự thuyết phục nhiều lần, cứ thế cho đến khi liên dụ mang theo Phương Uyển Chi và bị bị ôm bạc biến mất. Trương Lương ngu mốc đần độn đứng ở bên cạnh hắn nói, ngài lại không mặc cả à. Lưu Lăng lười phải nhìn hắn, vội đầu đếm mấy ngân phiếu còn thừa, ngươi thì biết cái gì, nói chuyện với hắn cũng thế thôi, ta không đưa cái này thì bị lừa cái khác trong lòng lại như nhỏ máu mất số bạc này hắn vô cùng phiền muộn đó phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn